Chào mừng quý vị đã đến với TAFA, bản tin Hoa Kỳ. Bản tin Hoa Kỳ ngày hôm nay bao gồm những nội dung sau đây. Và đầu tiên mình xin phép cập nhật thời gian xử lý hồ sơ tại NVC vào ngày 25 tháng 1 năm 2021. Thì vào ngày 25 tháng 1 năm 2021, NVC họ đang xem xét duyệt những hồ sơ được chấp thuận từ Sở Di trú USCIS mà Sở Di trú USCIS đã chuyển đến NVC vào ngày 5 tháng 1 năm 2021 trở về trước. Cái đến là cũng vào ngày 25 tháng 1 năm 2021, NVC họ cũng đang xem xét những giấy tờ mà quý vị đã nộp lên hệ thống của NVC vào ngày 25 tháng 10 năm 2020 trở về trước. Cũng vào ngày 25 tháng 1 năm 2021, NVC họ cũng đang trả lời những email của quý vị đã gửi cho NVC mà họ nhận được vào ngày 19 tháng 1 năm 2021 trở về trước. Và trong trường hợp mà hồ sơ của quý vị nằm trong khoảng thời gian xử lý hồ sơ của NVC như mình đã chia sẻ ở trên nhưng vẫn chưa nhận được những thông tin phản hồi nào từ phía NVC, thì quý vị có thể gửi câu hỏi cho NVC theo form như hình trong video và đường link mình sẽ để trong phần mô tả để quý vị có thể tham khảo và sử dụng. Trong video trước, có quý vị hỏi là mẫu thư thông báo hồ sơ được Sở Di trú USCIS chấp thuận như thế nào? Thì ở trong video này, mình xin chia sẻ với quý vị hình ảnh của thư thông báo gửi cho quý vị là hồ sơ của quý vị đã được Sở Di trú USCIS chấp thuận. Thì hình ảnh ở bên phía tay trái màn hình của quý vị. Thì nếu mà quý vị nhận được thư thông báo và có dòng chữ như là mình để phía dưới của cái hình bên trái màn hình thì hồ sơ của quý vị được chấp thuận từ Sở Di trú USCIS rồi. Và trong trường hợp mà quý vị kiểm tra hồ sơ của quý vị trên mạng online trên trang web của Sở Di trú USCIS và nếu hồ sơ của quý vị đã được chấp thuận thì quý vị có thể thấy mẫu tin tham khảo ở phía bên tay phải màn hình của quý vị. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc video ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo nhé.